Báo cáo bác sĩ đã gặp một em dướng sô cô la làm như khỏi chạy lại bay. Đứng lại. Đó là chị bệnh dùng tiên tiết chị bệnh chứ. Hết bệnh. Bác sĩ đã phát hiện một em đứng ngay cột điện nha các bạn. Mình bây giờ tìm cách coi như là trị và bệnh cho bệnh nhân này, mình phải trị bệnh cho hai con trước, chừa lại một con nha, để có thể bệnh nhân chạy thoát nha. Rồi. Ê, đi về chỗ đi, tao lấy mày làm mồi nhử đó. Ngoan. Thế nào mình biết thế nào có một em dướng sô cô la lại cũng mắc bẫy của bác sĩ doctor ha. Dính bẫy nè, dùng tiếp trị bệnh cho mày. Sô cô la sẽ hết thôi. Hết bệnh nè. Hey, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Thế Bảo Nguyễn nha. Thì hôm nay Bảo cùng các bạn vào trò chơi Dota 2 để mà giải trí thư giãn nha các bạn. Hôm nay mình sẽ chọn như là bác sĩ Witch Doctor ha. Và bác sĩ có nước da màu tím. Thì theo các bạn biết thì không dài ra mình có nghe nói là tia cực tím là trị được cái bệnh sô cô la ha. Thì mình thử dùng cái vụ màu tím này với cái tia cực tím của bác sĩ Witch Doctor này để mình trị bệnh cho đội bạn ha. Đó, các bạn thấy không? Nước da màu tím ha, cầm cây cột ha, cầm cây trụ ha, này bộ tộc gì mình cũng không biết luôn. Cái này kia người ta bộ tộc da đỏ, còn này là bộ tộc da màu tím nha các bạn. Very fine. Lấy có 30 xu mà tới 3 thằng bồ đứng tranh nhau để giành lấy tiền kìa các bạn thấy không? Đi lên, mở cái trụ ánh sáng lên coi. Ô biến đó, sáng lên liền thấy không? Ê, chạy đâu? Đi đâu vậy em trai? Lại đây nè, lại đây vui lắm nè. Ây da. Mày hả bưởi? Ui, nóng quá, chạy thôi. Ôi, bồ nó chơi toàn là phun lửa không à. Chạy về nhà thôi. Cái gì cần xin miếng tiền tím nó cho mày nè. Đó, tía cực tím vô mặt mày nè. Ê, đứng lại đó. Phun lửa, dù nóng quá, chạy. Đó, và bây giờ một pha lạng lách hạng mục nha. Ba bóng người tìm mà coi như là gũ bác sĩ trị bệnh luôn nghe. Nhưng mà bác sĩ bây giờ coi như là hết tia cực tím rồi. Bây giờ bác sĩ phải chạy về nhà lên lấy thuốc thôi. May quá các bạn ơi. Và bây giờ mình đã phát hiện có một em coi như là đang cần được bác sĩ chăm sóc nè. Đó, dùng tia cực tím cấp 2 luôn. Ê, đi đâu rồi? Chị bệnh mà chưa hết bệnh đi đâu vậy bạn? Ây da, hết giống nhất rồi, Ê, chạy đâu vậy? Mày á, trời, hụt rồi, xí hụt xí hụt thôi. Đó. Nè, anh xin nhất định anh chị bệnh cho em, mặc dù anh bị lỗ vốn luôn. Nè. Chín rồi. Sẽ hết bệnh thôi, đừng lo, về nhà đây con, hết bệnh thôi. Hết bệnh. Và bây giờ mình quay sang cửa mic để mình xem coi đồng đội của mình xử lý tình huống như là giao tranh như thế nào nha các bạn. Quá rồi, chạy được em nào hay em ấy. Medusa, nhân vật huyền thoại trong tất cả những phim coi như là thần thoại Hy Lạp nha. Đó, đây là thằng vớt hết đường rồi, đứng lại. Chị bệnh cho thằng vớt đi, chị bệnh nè, thằng vớt lên dĩa nè. Được theo. Ô, yoga sấy quá rồi, đúng không? Chạy đâu? Tiếp rồi, hết bệnh liền. Chạy đâu? Này, em sô cô la đứng lại, tiếp nè. Hết bệnh. Yeah.
bắt đầu mình coi như là mình dẹp bỏ hai con gíp ha, để chờ một con gíp để cái độ tuôn qua tuôn lại đó, cho chú voi coi như là mắc bẫy sẽ không thể nhúc nhích để mà chùm cái lồng mình được ha. Nếu mà chùm cái lồng thì không thể nào mà bác sĩ trị bệnh coi như là sô cô la cho bạn voi được hết các bạn. Nhìn vậy là phải thế nào mà mình biết em voi cũng lại đây để mà tìm con gíp này để lấy tiền ha các bạn. Đó bắt chưa rảnh nè, trị bệnh nè, đi cực tím thời hiện đại, chạy đâu chạy đâu. Bây giờ em đã hết giá trị lợi dụng rồi, để bác sĩ trị bệnh cho em luôn nha. Mình đã phát hiện có một em mà không ở nhà, không ở nhà mà đi lang thang ngoài đường này, trong khi dướng cho cô la nè. Ây da, la điếc lỗ tai mày. Quay lại cho mày tiếp tiếp nho nhỏ nè. Nó gần hết bệnh rồi, cố lên cố lên, chạy sao dừng lại, trời ơi rồi nó miễn nhiễm rồi, trời trời trời, một nó căng tư kìa, tôi tưởng nó là superman nè, căng bốn nè, chịu nổi không? Đó, chịu nổi không? Bây giờ bò mình đang tấn công lên tới rồi nghe. Đó, chụp cái lồng đâu có kịp. Ôi quá, anh Yuga anh nhảy quá. Yuga có cái tuyệt chiêu là coi như là nhảy trong cái lồng ulti của voi vẫn được nghe các bạn và mọi người. Ngoài cái chiêu mà ulti của Yuga thì không còn cái là cái chiêu nào mà con voi nó chụp cái lồng mà nhúc nhích được hết đó nghe các bạn. Rồi mình lên kiều lẹ để em coi bò nó victory, mình không kịp nha. Rồi đúng là không kịp rồi, bọn mình đã video của mình đến đây kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem nha, bye bye.